Vô à. Nay ba cho con đi bộ ra ngoài chạy chạy bộ nhậu với mấy người bạn. Con mình bạn mình nha các bạn. Về rồi ba cho con đi đi bộ. Đi chiếc xe không có vừa nên đi bộ. Chiếc xe không vừa rồi mấy bạn. Đi ăn này nha. Con chó gì vậy có trời. Đi, được khỏe rồi, cuốn con rồi. Ra cho con đi. Con thấy khổ không cơ? Ôi nhậu rồi đi về bộ nè, ba con đi bộ. Vợ nó bỏ luôn rồi, không rước luôn rồi. Vợ mình bỏ luôn. Khổ quá ông Cường ơi. Ba cho con đi bộ á. Đi bộ đi nha mấy bạn. Ủa mày cầm gì vậy? Tôi cầm gì vậy? Mình ở quê mình ở Cồn Ông. Ở cái nơi mà không có gì quan trọng chân, nhưng mà ở cặp sông cái mát mẻ lắm. Không nói cái tỉnh luôn đi. Mất ơn tỉnh luôn đi mấy bạn. Nếu mà mấy bạn muốn ghé nhà Cồn Ông chơi thì liên hệ với mình. Mình có ghi số điện thoại dưới á, nhưng mà mình ghi số điện thoại của ông Cường. Đánh cờ đi dốc nha. Để cho quay hai con à. Để cho quay cho. Giống như vậy đó. Nó gì đó. Đây là hai con của mình nha. Mày chạy cái cửa đi, nhớ mất gặp gì giờ. Đừng chạy, để cho quay, đi chậm chậm thôi. Đi quay đường. Chậm thôi, tôi quay vậy nè. Dạ mất rồi. Đây đúng rồi, cứ để quay. Đó. Đi chậm lại đi, đứng lại đi thiệt. Chậm chậm. Chậm chậm thôi quay cho. Đứng lại đi, đứng lại. Rồi, được đi tới. Đây là ba cho con. Nhậu xong cái xong rồi gì không ai rước chân đi bộ. Chậm chậm lại. Giờ chứ. Ba giờ người sợ. Ừ. Đi ra. Đi ra cái hửng. Chậm chậm thôi, cho đi trước cho quay cho. Chậm con. Hay không? Qua luôn. Hôm nay mình đi đi xe bộ nha mọi người, tập thể dục nha mọi người. Tập thể dục nha mấy mệt. Thể dục mà. Chạy chạy đi con, súp súp đi. Chạy đi con, lấy xe mà. Chạy đi hả? Ui. Chạy chạy bị vậy chết nha. Chạy đi con lấy xe. Phải chạy trước đi, con có nghỉ chơi luôn. Đâu, con đường cho mẹ trước, chạy trước luôn á. Cuối cùng cũng đã tới quán sáng rồi mọi người ơi. Bằng này mình có bên kia không? Bên này mình rất là sợ luôn chứ. Sợ gì? Đi trước cho. Đi trước cho một cái chơi. Hai con không đi trước. Để quên hai thôi. Mình chậm thế. Đứng đây con. Đứng đi đi chậm đi, đi trước đi. Rồi đi đi con. Con bị cắn. Để trước đi. Quay hay lắc trước. Có mình có rồi nha mọi người. Xác vô, xác vô. Xe, xe, xe. Xác vô. Con đi từ từ thôi, ra đi trước cho tao quay mới được. Thấy giống đường nó tao. Thấy giống đường nó tao. Mình chứ mình đi bỏ con giờ cũng được rồi. Còn lại thêm một cây nữa là ở tới nhà mình rồi mọi người. Chứ cái nhà mình á.
Yeah, lại tới rồi. Mình đi thấy mệt lắm mà. Chắc mình quá rồi. Lâu lâu thì giật lại. Mình quay hay rút chút. Lâu lâu yên lặng thì vui thôi. Hello. Hello, hello đi, hello đi. Hello mấy bạn. Bạn nghe hết rồi nè. Hai mà mà cũng. Đừng chừng ở có nhà ba. Chưa. Mọi người ơi, còn 3 cây nữa mọi người ơi. Mọi người quá mọi người đấy. Nhà chữ giết cho em ơi. Mình có nhà không mọi người. Này, nó đây nó vậy nè con. Dạ, một cái con nha bạn. Bye bye. Rất là vui, nhưng mà tuy nhiên hơi sợ ma. Ừ, không sợ nha. À, đi rồi biến tình. Mệt quá. Mình chúc mọi người vui vẻ, hoàn Tết vui vẻ nha mọi người. Vui vẻ sống nha. Sống nha mọi người. Mệt quá. Nhìn đây các ơi, nhìn cái chào. Mệt quá bà ơi. Chào các bạn. Ừ. Mệt mệt quá à. Mệt hơn con, chào chào ơi, chào Phát. Hello. Ừ, hello đúng rồi. Hello đi. Hello. Ừ. À, tối là đêm giao thừa mọi người ơi. Tối nay giao thừa. Cuối cùng là 2022 đã trôi qua. Đúng rồi. Chết. Thời gian nhanh ghê, chưa kịp sống nữa là 23 nữa. Mệt quá. Mệt nhưng nó biết có nhà. Chút xíu tới rồi. Con không cần chạy chút. Thời gian cũng đã trôi qua rồi. Thời gian lẻ ha. Con giờ 11 tuổi rồi. Mày 5 tuổi rồi. Này 5 tuổi rồi. Thôi ừ. Qua Tết đi học được đó. Ờ à, đúng rồi, qua Tết đi học được rồi. Đi học ở nhà anh hay. Ủa dép đâu? Phải đây nè. Ờ à, được rồi. Có đi nhà thằng đi học rồi. Quá. Cũng đi bộ riết mà bỏ dép luôn á. Ờ nghe mấy bạn. Ừ. Mệt nghe mấy bạn. Mấy bạn ngồi ra chút xíu hơn nha. Ừ. Hello mấy bạn. Chiếc xíu mà chạy nhà. Chứ ngồi tới nhà mình nha mọi người. Còn có nhà cây ấy. Nữa. Một cây không, không, không phải 5 cây nữa. Không, không, 5 cây không? Không, không phải 5 cây. Không phải 5 cây mà người yên đi. Ừ, không phải 5 cây đâu. Cuối cùng chúng ta có anh đèn. Đêm cũng là đêm giao thừa. Ngày giao thừa làm gì? Bất phìa đó chị ghê. Chị ghê làm gì? Nó chở con nữa. Đêm giao thừa có gì không ta? Gì? Không biết có gì mà bắn pháo hoa ngon. Bắn pháo bông. Pháo hoa. Đâu pháo hoa nữa. Không bông pháo hoa đó. Ừ. Chị đâu mệt không? Thôi không? Không có phê đâu, không có mệt. Đâu mong chờ mệt. Chó gì? Chưa từ từ đi. Rồi nói đi. À mọi người ơi. Gần tới nhà mình đi nha mọi người. Gần tới nhà em mọi người. Nhà mình có con kêu mà. Mấy mình đi hơi đi bộ hơi gán xíu. Bằng sẽ bằng cây ký con nha mấy bạn. Đưa dây hết rồi mấy bay. Đi vào không luôn nữa chứ. Thôi không đặt vô con chặt ghế. Ừ. Đi hết nổi luôn rồi. Bỏ dép luôn. Bỏ dép bỏ vô bạn nha mấy bạn. Thôi thôi. Thôi mệt nha mấy bạn. Ừ. Đêm giao thừa cái mấy bạn có dẫn yêu đi chơi không mọi người? Đi chơi không nghe mọi người? Được không? Cái mệt coi, mệt cả quá. Đó, nghe dẫn đèn trước rồi tới rồi. Chạy, chạy nó làm gì? Mệt mà dùng anh nữa. Mệt lắm rồi. Mệt nha mọi người. Cuối cùng có nhà mọi người. Cuối cùng mình có cái bản là tới nhà mình rồi đó nha mọi người. Đi nha mọi người. Từ từ đứng dậy. Thôi. Hello bạn. Mình có nhà mọi người á. Trời. Mày đâu? Mày hãy hãy cái xe rồi. Mình có gì nhà mình ngồi nha mấy bạn. Thôi mệt. Đứng đây, đứng ngay cho quay cái đó. Rồi vô. Vô nha mấy bạn. Rồi. Mẹ ơi. Vậy con bỏ vô không? Đi rồi.